Tôi nói bây giờ là tôi đi tìm bên này không có đường thoát, mà tìm bên này cũng không có lối thoát. Mà thật sự dẫn cái chương trình này rất khó chịu. Để kể tiếp quý vị nghe chuyện. Hôm qua rehearsal, tôi bước vô đây là một thế giới của trai trẻ. Tụi này nó bỏ trang điểm ra, nó đẹp trai dữ dội lắm. Đứa nào cũng đẹp hết. Cho nên tôi nói là bữa nay tôi dẫn một đêm, tôi không bao giờ tôi là nhân sự của cái đoàn lô tô này. Tại vì mình dễ rơi vào cái hoàn cảnh là mình tưởng mình là nữ chánh của ngôn tình, mà mình hóa ra mình là nữ phụ của đam mỹ. Nó nói con trai không, ở bên con trai nó lền khên. Tôi chưa đứng ở một cái sân khấu nào mà đàn ông con trai thay đồ ngay trước mặt tôi. Mà thằng nào nó cũng trẻ hết, thằng nào nó cũng đẹp hết. Đến lúc nó lên đồ nó đẹp hơn mình. Và đêm hôm nay khi mà Xuân Tâm đứng ở trên sân khấu này ở tư cách là ngôi sao chính, là trung tâm, thì có lẽ rất nhiều khán giả yêu quý Xuân Tâm đều biết rằng là sở trường của bạn, ban đầu bạn là xuất thân là sinh viên của Nhạc viện thành phố. Đến năm thứ hai, ta nói dòng cái thứ sinh viên Nhạc viện thành phố mà muốn bay bổng nó là một điều rất khó. Và vì điều kiện kinh tế nữa, Xuân Tâm gãy đường học vấn. Và cũng từ đó, coi như năm thứ hai là khóa ly biệt. Cuối cùng khi mà Xuân Tâm giã từ bạn bè và ngôi trường Nhạc viện. Và đã có lúc Tâm sự với tôi là Tâm nói là chắc là em về quê lấy vợ. Tại Sài Gòn, Sài Gòn không có chỗ cho em. May mắn với tình yêu của quý vị đã níu chân lại cho chúng ta một Xuân Tâm. Và cũng may mắn một cái mối tình rất đẹp của đêm hôm nay, đó là khi Tâm đứng ở tâm điểm tình yêu của khán giả. Xuất hiện cùng Tâm là những người đã biết Tâm kể từ ngày còn là chàng sinh viên Nhạc viện thành phố. Xin mời quý vị đến với một câu chuyện thử hỏi xem là đam mỹ hay ngôn tình. Xin mời quý vị. Tiếng ai ca
cũng sợ, mà sợ ai khéo đông đo vừa tròn câu hát. Anh cũng mang một khu mà sợ ai chớp kinh khoảng mấy độ thiên hoa. Trời làm gió phần này em sẽ để cho hai bạn tự giới thiệu. Ok, hai người bạn của em. Dạ, xin mời hai bạn. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị, anh nghệ sĩ cũng như toàn thể quý vị ban giám khảo trong đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Em tên là Thanh Long và vai của em được phân trong cái bài hát vừa rồi là nhân vật tên là Tiểu Long Nữ. Và đây Tiểu Long Nữ. Còn đây, xin mời. Vâng ạ, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hoài Anh ạ. Và rất vui được gặp mọi người ở trong buổi live show của Tâm ngày hôm nay. Thế bây giờ Tiểu Long Nữ với Hoài Anh ơi, cho chị hỏi là cái nhỏ này hồi nó đi học trong nó có giống như vậy không? Dạ không chị, gồng lắm, man lắm chị. Nó gồng với tụi em à, lúc đó tụi em có tin không? Em tin thiệt, lúc đó là em nghĩ là Tâm giống như là một thư sinh và một gọi là trai thẳng luôn á. Và hồi đó là Tâm trong cái hình hài là gọi hôm là... Hôm qua chị cũng tin vậy đó em. Tâm nó thẳng hơn Long. Tâm nó thẳng hơn Long luôn á. Nó thẳng nhất lớp không? Không, em thẳng nhất. Là tụi em chưa bao giờ hình dung ra Tâm nó như vậy. Thật ra thì ba bọn em là học chung. Nhưng mà sau này thì từ khi Tâm nghỉ rồi Long cũng chuyển sang lớp khác. Thì ba bọn em chỉ dõi theo nhau ở trên Facebook và... Mỗi người một con đường, nên là thật sự là muốn hôm nay mà được đứng chung ở một sân khấu thế này thì thật sự là vừa bất ngờ vừa cảm thấy hạnh phúc á chị Miu ạ. Lúc mà Tâm gãy gánh giữa đường á, tụi em có âu lo rằng bạn sẽ không giữ nghề không? Thật sự ra là ngày đấy thì em với Tâm thật sự là cũng không có thân thiết với nhau lắm. Tại vì khi mà thời điểm đấy thì bạn Tâm là khá là ít nói. Nên là chính vì cái ít nói đó mà em không nhận ra bạn Tâm như ngày hôm nay. Và khoảng tầm 2-2 năm về sau á thì em nhìn Tâm với một hình hài rất là khác và cũng có hơi một chút bất ngờ một tí, nhưng mà sau đó thì em cũng rất là mừng cho bạn vì bạn đã sống thật với chính bản thân của mình và em thấy là đây mới chính là thực sự là đam mê và cũng chính là cái nơi mà để bạn ấy tỏa sáng. Mất bao lâu tụi em mới gặp lại nhau? Chắc cũng là từ ngày Tâm nghỉ học đến bây giờ luôn á, là 7 năm rồi á. Chị nói cái này, đây là một cái câu chuyện mà lúc nãy chị trao đổi với Tâm, nó rất là quý. Đó là Tâm là người gãy gánh trước hai đứa. Em đi theo nhạc trẻ đúng không? Dạ. Nhưng mà
cái nghề này nó kỳ lạ là cần tình thương của khán giả, cần duyên với tổ và cần cả một chút xíu may mắn. Tâm đã không hề một giây nào suy nghĩ rằng là trong đầu hai người bạn cũ của mình có một tí mảy may đố kỵ nào, mà ngay lập tức điều đầu tiên Tâm muốn làm khi mà có được một cái ánh sáng, một đêm diễn của riêng mình với khán giả của Lô Tô Tân Thời, đó là chia sẻ ánh sáng đó với tụi em. Thì liệu đêm nay có rẽ hướng tương lai của hai em vĩnh viễn về sau không tụi em? Ý chị là có muốn đi hát Lô Tô không á? Đó. Ừ. Thật ra thì cũng như là Tâm và Long thôi, thì em nghĩ là em cũng như là Long đã có một con đường riêng. Ví dụ giống như là Tâm đã thành công trên một con đường của Tâm bước đi. Nhưng mà hát Lô Tô nó vui lắm cưng. Nếu mà thật ra thì nếu mà có cơ hội em cũng muốn thử trải nghiệm một lần. Em mình thách nó ra không Tâm? Anh ơi cho một nét nhờ cho bạn rao đi anh. Dạ, cái để này ta là... coi thử coi. Ra mắt với Lô Tô Tân Thời luôn phải không? Ra mắt luôn Nam Thanh Lịch. Đổ hoài anh quý vị ơi. Hey. Số gì ra con số gì ra, số gì ra con số gì ra. Trong căn nhà hoang dường như có ma, nó lú đầu ra làm em muốn hớt hồn. Ngày đêm lật đầu đứng, đầu đứng nó thúi đừng còn xịt dầu thơm. Ngày lần này như qua, đầu đứng mới thới em. Thơm 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 thúi hình à. Thơm 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 thúi hình. Đầu chút xịt còn 29. Ôi ôi 29. Hay quá Long ơi. Dạ, hai bạn làm xong rồi, tới chị Miu. Chị làm đi, khán giả vỗ tay mà lớn à. Quý vị miễn thứ cho em cái căn qua này, vì em và cũng vì sức khỏe thính giác của quý vị. Nhưng mà Tâm thấy trình độ nhạy được chưa em? Vô đoàn quá xuất sắc. Vô đoàn được rồi, dạ. Đúng không? Hai bạn của em là bạn nào cũng giỏi chưa? Tướng này bẩn kiểu đầm gì được cưng. Đầm body đi. Body ôm sát lại chút xíu. Nói thì nói vậy thôi. Chị mừng là ba người bạn cũ, ba con đường khác nhau, có thể chưa từng thân, có thể sau đêm nay giữa tụi em không phải là tình bạn học nữa mà là tình đồng nghiệp. Chúc mừng Tâm và chúc mừng, cảm ơn cả hai em nữa. Là lúc nãy là cái câu chuyện này có dựa trên câu chuyện thực tế không em? Dạ không. Hai đứa này là giống như gọi là sơn tinh thủy tinh vậy đó. Còn em là Mỹ Châu. Nhưng mà tụi nó không giành em. Dạ không giành em. Tụi nó chiếm được nhau. Buồn khúc đó đó chị. Rất là cảm ơn hai khách mời đặc biệt. Chị cũng chúc và tất cả khán giả ở đây sau đêm nay cũng chúc cho tụi em con đường sự nghiệp của tụi em sau này cũng đầy tình yêu như con đường của Tâm. Cảm ơn các em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc mừng Tâm. Giờ mình nói chuyện buồn nè. Hai thằng đó hồi đó mày đi học mày không cặp với thằng nào hết hả? Hai bạn nói nữa, chị hồi đó em men dữ lắm. Người ta nhìn vô đâu biết đâu, tụi em trai thẳng không à. Gái tán em không à. Em chạy quăng chết. Ừ. Con gái tán em. Gái tán em không à. Rồi chuyện gì xảy ra với cái người con gái đó? Bạn đó khi biết em như vậy thì bạn đó bỏ ăn một tuần luôn. Sợ. Nó ăn vô nó ói ra phải không? Ăn vô là ói ra liền. Nhưng mà khi mà ví dụ như em nhìn thấy ở đây rất là nhiều khán giả nữ nè, tất cả mọi độ tuổi nè, ai cũng đẹp nè, nhưng nếu có một người mang lòng thương em thật như em từng mang lòng thương một người con trai, em sẽ hành xử như thế nào? Câu hỏi này hơi khó, tại vì thực sự em cũng chưa, nãy giờ là mình đùa thôi, chứ em thực sự chưa bao giờ rơi vào một hoàn cảnh là có một người nào đó, con gái nào đó thích em thật sự. Đôi khi là mọi người thương em với một hình ảnh là người con trai dễ thương thôi. Chị Chi ơi, chị Chi có thương em không chị Chi? Đó, chị Chi thương em. Kiểu như là tình chị em, dễ thương. Dạ sao ạ? Thương mà không có yêu. Ê, cảnh không? Đưa mất cho chị Chi coi. Đưa cho chị Chi đi bé. Chị rất là thương em. Nhưng mà chị không có yêu. Tại vì chị mê trai lắm. Sorry em nha. Thanh Kiều so much.